សហគ្រិនខ្មែរលោកហាគីអាយុ40ឆ្នាំមានគំនិតបង្កើតអាជីវកម្មកែច្នៃសម្បកដបធ្វើអំបោះដែលបានជួយផ្ដល់ការងារដល់ស្ត្រីក្នុងសហគមន៍និងរួមចំណែកក្នុងការជួយបរិស្ថានស្ថិតនៅភូមិព្រៃទាពីរសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសកម្មការច្នៃរបស់លោកហាគីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងនៅខែមីនាដើមឆ្នាំ2021ខណៈរូបលោកបានទិញដបជុលក្នុងបរិមាណ40តោនរួចមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកហាគីបានឲ្យដឹងថាដើម
ai thưa bán sổ bê đã đâm lại ế trái thu thầy. Vì tổ bốn dương khơi nhờ qua miền bọt tê đã kê thưa bảo trên bị đọc tật phận này. Chẳng có dương chi diêm mơ qua miền ở xe dương rơi tất. Nhưng dương khơi ca ca chân này này bàn hết. Dương có kết cụ thay nâu sổ chứng có ai thưa bán. Tâm lại ế trái, tâm lại đọc tật phận có việc thu thầy. Tâm lại bộ lộ cắm có việc nơi thu thái dương ai thưa bán. Có chạp đám và cả đồ chi cam tâm đó. Cứ thay chui ban chán, chui bạ tham chứ. Thôi ai đọp ế chai để kê mình sau trâu ca nắng với tàu trên biên phải giỏi làng vừng. Thôi nè rồi ế chai, nè đá tình ế chai nó có chạp đám tình. Nông tầm lại mùi chân tớ, hay bà cả càng gì ở chạc chạc phở nông thạc cùng. Chân bố đâm nà ca xong vã phá lật tạc cảm ca chân này đọp phở ấm bó lột hạ kia ban bạp thà. Tụi bố nói dương dô đọp nắng dô mà cắt bạc đọp ế chân. Cắt bạc đọp hay dương dô đọp nắng màu. Là vây chân tàu chỉ xài. Tôi chỉ xài hết dương dô xài nắng mà đã chỗ nông phùm mũi mình khăn nạt bây tật cả lại. Thế dương dô chùa đã dương tiền rụi nắng. Tôi sọc tật cả đầu. Nó bây ở việc tròn. Nó bây đã bàn hết dương dô vì mà cạch chân chìa phí hết. Dương dô màu xâm át vì dô à nà cực tích cực tì mình tình nô mình ấy. Chúng tới chỗ à nà xa xa chùa xa xa dô máu riệp chóng cỏng tròn tự dìm bảo thành đó. Lúc hạ kia, bạn mình chạy ở đằng thá, sắp bà cam rồi bỏ lúc chia châm này tội mũi khăn ông ca chui bà rẻ thán, nâng bằng càn châm nấu đo nẹ lụ ế trái khăn ông sốc đại bụi quát từ tù bán đâm lái bằng thèm. Đọt thực sốt ở trong tình máu nó với bà hạ hai đằng xài sắp tàu này. Nhưng phương ở nẹ rồi ế trái, nẹ đa tình ế trái quát chặt, rầm, bà mẫu là đọt nâng đài. Quát lụa máu ở dưới những tình không thể lấy mũi cơ phố đài, mà lâu một phần trăm. Nhưng phương quát rơi quát xoam tục ấy chẳng tờ. Và hãy đọc hàng cùng chiếc những chuối bàn khang. Ôi càng nghe tớ nè đại quận cha cha quận. Chia sắp trầy ấy miễn càng nghe thơ chúng tớ. Bà chạy bón sắp cam rồi bỏ lốt. Ai chân này ấm bóc bàn bà màn bì rời đám khăn ông mùi tháng ấy. Hai cơ ai đào bàm rời đám bà miễn nằm rời cá khăn ông sọc tràn. Miễn ở tệ thị chôn nơi rì thân đi phân ông bình. Nâng màn đà khát bình chia tính. Đói xa kê chư chạy lời con nập hiếp bà bà bàn dù. Sở trời mà nè chứ mô sọc thi ở dụ học sắp rầm bầy chân ám chìa kà mà có khăn nông sắp cầm chân này ấm bóc bàn bạp thá. Nè sở rách bàn chôl bàm ra kà nghe nơi tì ní rì dạ bêl chiêng bì khai mặc hói đã át bà đo chùm nô mù chùm nôn cột cuốn cửu xà. Chùi chì phía cửu xà rầm bầy bán lùi bát cả chân dô chư ôi chà gửi riêng. Hay dương tình kà học chọc đông tê ông nông mặt hai bàn tì mờn. Cảm ơn bà chí chân dàng chạp ra hát nâng cả áp hiệu vọt sức kết khăn ông bà tế Campuchia rìa bên mùi tù sư vọt trong cỏi ní. Bạn bàn đá lại mên cả càng láng tàng phạm màn xâm rám, xâm nò rừng, nâng xâm nò plastic. Cả càng láng chi lâm đáp này plastic chỉ cái đầy công vọt đọt thổ mùi. Nơi rì thân hiệp nông bình, xâm nò plastic mên phạm màn chùm nôn bì sàn, mùi mơn bày bón bày rơi hộp sắp rám tán. Rư xma nâng mập hay mùi phía rơi này xâm rám, xâm nò rắn xa rốc bà chạm chân nắm rồi bỏ tì krong chiêng mùi liên tàun. Cả bông bồn đọt ngôn ngờ bông phót mùi chì cả bông bồn đòi thong plastic đài bà bà bàn tay mùi đón đài miên bà màn đọc phía rơi này bà màn plastic xa rốc. Chìa mà chúm nơi rì thân hiệp nông bình, miên xâm rám bà màn bày bòn bà rơi tàun khăn nông mùi thang ngay.